Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì bên em vừa về một chiếc Toyota Innova Hybrid màu trắng ngọc trai mà em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Innova Hybrid thời điểm hiện tại. Thì đối với Toyota Innova Cross thì có hai phiên bản, là phiên bản V máy xăng thì có giá niêm yết là 810 triệu, còn phiên bản thứ hai là phiên bản xăng la điện trên mắt chúng ta đây có giá niêm yết là 990 triệu. Lăn bánh so với phiên bản xăng lai điện thì sẽ lăn bánh là 1 tỷ 095 triệu, còn phiên bản máy xăng thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng là 1 tỷ 897 triệu để lăn bánh. Đó là vừa rồi thì em đã giới thiệu nhanh về giá bán của chiếc xe Toyota Innova Cross để anh chị nắm được. Còn tiếp theo thì em sẽ đi qua sơ bộ một về ngoại thất chiếc xe này để anh chị nắm được. Thì đối với phiên bản máy xăng thì phiên bản này có được trang bị thêm một số cái tính năng khác như là la răng lớn hơn này, được sơn màu khói rất là thể thao, được trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh, được trang bị thêm là bộ ghế này thì sẽ có hai ghế rời ở hàng ghế thứ hai, và tổng số chỗ trên chiếc xe này là 7 chỗ. Và đối với cái tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì rất tối ưu, chỉ có 4,92 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và có một vài cái thông tin để anh chị nắm được là chiếc xe Toyota Innova Cross này đã thay đổi toàn bộ từ khung gầm rời thành khung gầm liền khối này, được thay đổi hộp số từ hộp số có cấp sang hộp CVT, và máy cũng là 2.0, tuy nhiên là dùng máy chung với Camry, là một cái lột xác hoàn toàn. Nói chung là Innova Cross thì nó sẽ khác hoàn toàn so với Innova ngày xưa. Hiện tại thì Innova form trước thì bên em chỉ giữ lại duy nhất là phiên bản số sàn thôi. Chị nào nếu mà muốn lấy số sàn thì bên em vẫn có xe. Đó, vừa rồi thì em đã đi qua sơ bộ nhanh, điểm qua một vài điểm nổi bật về chiếc xe Toyota Innova Cross này và báo giá cho anh chị thời điểm hiện tại. Anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.